Dạ vâng. Em xin chào cả nhà. Hôm nay thì giữa cái tâm điểm dịch như thế này, em cũng khuyến cáo tất cả anh em là thôi đừng ra quầy, em hàng chỉ có ship và chuyển khoản cho em, và em sẽ là gửi hàng tất cả những cái đồ âm thanh và những cái thiết bị ở trong về audio. Thế nhưng mà hôm nay thì em hàng coi như là được một bác này là từ bên Bát Tràng đúng không anh? Bát Tràng bên đấy là rất yên tâm. Vâng, bác đã bảo tôi cố sang để thăm gian hàng bé nhỏ của em hàng như này, và bác sang để bác lấy một bộ tủ đài. Hôm qua em vừa về là một bộ Teclic một SC1550L. Cái này là bát 30 và tổng của em đang nghe ở nhà rất là hay. Hôm nay thì em mang ra để bác tự trở về, bác sẽ không nhờ vận chuyển. Và cảm ơn anh rất là nhiều nhé, trong mùa dịch Covid 19. Và cảm ơn anh em mọi miền rất là nhiều. Anh em hàng còn rất là nhiều hàng, rất là phong phú. Và cả nhà có thể yên tâm là em hàng báo hàng như thế nào và hàng đúng như vậy thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại. Vâng, và chụp cho em giúp cái các visit nhé, là cái logo đây ạ, cả nhà chụp giúp em. Và có thể liên hệ cho em, bên này là bên âm thanh Khánh Hằng cơ sở 1, và của bên Yến 197 là cơ sở 2 của em, cả nhà nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà. Thì cả nhà hãy giữ gìn sức khỏe và bảo trọng cho mình và cho gia đình và cho cả được cộng đồng luôn. Vâng, còn bên em thì vẫn là ship hàng và vẫn là test hàng hàng ngày cho anh em theo dõi, để cho anh em biết được những lượng hàng của em hàng. Vâng, em hàng thì đang còn là rất là nhiều, rất là phong phú. Ông chủ sợ quá, ngồi rất là tâm trạng. Ông chủ đeo cái khẩu trang và hộ cái nhà không bị phạt bây giờ đấy ông chủ nhá. Anh ơi, ta có khuyến cáo là không đeo khẩu trang bị phạt đấy anh nhá. Đeo khẩu trang và đi nhanh lên ông chủ ơi. Phạt bây giờ đấy, đang quay là cho lên là ông bị phạt đấy. Bây giờ cứ phạt là nghiêm chỉnh đấy anh ạ. Bây giờ phạt là đúng. Đúng ạ, vâng. Rất là cảm ơn cả nhà đã đồng hành cho em hàng và những mùa Covid ạ. Em hàng thì đây này, những cái bộ như này hôm nay còn đang vào đây. Và tí nữa em sẽ có những cái lượng hàng, em sẽ đăng lên những cái e-quai. Vâng, e-quai này em đã làm hộp rồi là... Đây ạ, một bộ này đi vào Khánh Hòa anh ạ. Hơi mệt đấy nha Trang. Khánh Hòa xa. Xa nhưng em phải đóng lên gửi bên Việt Bốt. Và những cái bộ này nhỏ lắm. Ngày cái trước này... băng video với cả cassette là toàn là Khánh Hòa. Vâng. Toàn mua băng UD về để nghe. Cái bộ này nó là automatic ạ. Vâng, nó cả vào cả ra cho nên là rất là đẹp luôn ạ. Cả nhà ơi cứ nhớ theo dõi của kênh của bên em Hằng nhá. Em hàng thì thường thường là cứ quay test những cái bộ này, thì sau đó thì là hôm sau thì ai lấy thì em sẽ là sẽ chuyển vào đây. Có một bộ nữa là, và một bộ nữa mới về đấy này, và em chưa khôi ạ, rất là đẹp luôn. Và bác rất nhiệt tình. Gian hàng em hàng thì rất là bé nhỏ cho nên em rất là sợ tụ tập anh ạ. Giờ này thì rất là sợ. Mình tránh tất cả, phòng tránh cho mình, cho bản thân này, cho gia đình, cho cộng đồng này anh. Dạ được ạ, cái này thì là em sẽ quấn vào, các bạn ấy sẽ là đẩy ra tận nơi cho anh. Anh để xe ngoài đầu này đúng không? Vâng ạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Dạ, dạ.